Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thỏ Ngọc Anime. Anh biết đấy, thế giới anime vô cùng đa dạng những hoàn cảnh, có những số phận thì vô cùng may mắn, nhưng ngược lại lại có những số phận vô cùng khắc nghiệt. Việc nhân vật chính bị phản bội, bị hãm hại hẳn là không còn xa lạ, và họ phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể trả lại những gì mà kẻ đó gây ra. Hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với Top 10 anime có nhân vật chính trở nên cực kỳ mạnh mẽ để đáp trả mối hận thù nhé! Và sau khi xem xong top 10 anime bên dưới thì đừng quên để lại một like và bình luận xem liệu bộ anime nào đã để lại cho bạn nhiều ấn tượng nhất cho mình và mọi người cùng biết nhé. Số 10, Kanan, thể loại action sci-fi superpower supernatural seinen. Osawa Maria là một nhiếp ảnh gia người Nhật, hiện đang làm việc tại Thượng Hải, Trung Quốc. Cùng với đối tác của mình, Mino, cô tìm kiếm những câu chuyện có giá trị trên khắp thành phố. Khi những sự kiện kỳ lạ xảy ra tại một lễ hội địa phương, Maria và Mino lập tức điều tra. Nhanh chóng, cả hai đắm chìm trong một cuộc chiến giữa những người đàn ông đeo mặt nạ không rõ danh tính và một người phụ nữ lạ mặt, tóc trắng. Ngay khi Maria sắp bị bắt trong trận hỏa hoạn, một người bạn cũ có tên là Kanan xuất hiện và giúp Maria trốn thoát. Nhưng một âm mưu thâm độc về một loại virus có thể gây chết người sớm phát hiện. Và Kanan biết rằng cô phải đối đầu với quá khứ của mình nếu muốn có cơ hội ngăn chặn hung thủ và cứu bạn bè của mình. Số 9, Elfen Lied, thể loại hành động horror, psychological, supernatural drama, lãng mạn seinen. Lucy là một giống loài người đặc biệt được gọi là Diclonius, được sinh ra với một cặp sừng ngắn và bàn tay điện từ vô hình khiến cho cô trở thành nạn nhân của thí nghiệm khoa học vô nhân đạo thuộc chính phủ. Tuy nhiên, trong một hoàn cảnh giúp cho cô có cơ hội trốn thoát, Lucy, người đã bị tha hóa bởi sự giam cầm và tra tấn, giải phóng một dòng máu khi mà cô trốn thoát những kẻ cố gắng đang bắt giữ mình. Trong thời gian nghỉ ngơi, cô bị một vết thương ở đầu khiến cho cô có tính cách bị chia rẽ. Một người có tâm lý của một đứa trẻ vô hại, sở hữu khả năng giao tiếp hạn chế. Trong tình trạng bắt đầu này, cô tình cờ gặp hai sinh viên đại học, Kouta và anh họ Yuka. Hai người đã vô tình cứu giúp một kẻ chạy trốn bị thương và chăm sóc cô mà không hề biết về xu hướng giết người của Lucy. Hành động tử tế này sẽ thay đổi cuộc sống của họ vì họ sẽ sớm nhận thấy mình bị kéo vào một thế giới của bí mật, âm mưu của chính phủ. Số 8. Masamune-kun no Revenge, thể loại comedy harem romance school seinen. Khi Masamune Makabe còn nhỏ, cậu ta bị một cô bé xinh đẹp giàu có tên là Aki Adagaki từ chối, người đặt cho cậu biệt danh heo con vì thừa cân. Bị tổn thương, Masamune nỗ lực hết sức để cải thiện ngoại hình của mình. Bây giờ cậu ta là một học sinh trung học đẹp trai nhưng đầy tự ái. Masamune quyết tâm trả thù. Cậu ta sẽ làm cho Aki yêu mình điên cuồng và cuối cùng từ chối cô vào lần tới khi mà họ gặp nhau. Thật ngạc nhiên, Masamune phát hiện ra mình đã chuyển vào ngôi trường của Aki. Đặt kế hoạch cho mục tiêu của mình, Masamune trước tiên bắt đầu thiết lập mối quan hệ với công chúa tàn bạo. Nhưng bất chấp những nỗ lực của mình, cậu ta đã thất bại thảm hại ngay từ những nỗ lực ban đầu. Thật sốc khi mà Masamune cuối cùng cũng đến gần hơn với sự báo thù của mình. Cậu ta nhận được một lá thư bí ẩn gửi cho mình bằng biệt danh cũ. Trước khi Masamune phát hiện ra danh tính của người gửi, kế hoạch của cậu ta sẽ bị hủy bỏ trước khi nó bắt đầu. Số 7, Claymore, thể loại action adventure superpower demon supernatural fantasy shonen. Khi một con quỷ với khao khát xác thịt được gọi là Yoma đến làng của Raki, một người phụ nữ đơn độc với đôi mắt màu bạc bước vào thị trấn với một thanh kiếm trên lưng. Cô là một Claymore, tồn tại dạng nửa người nửa Yoma, với mục đích là tiêu diệt những con quái vật này. Sau khi gia đình của Raki bị giết, Claymore cứu mạng anh ta, nhưng sau đó anh ta bị trục xuất khỏi nhà. Không còn nơi nào để đi, Raki tìm thấy Claymore, được gọi dưới cái tên Claire, và quyết định đi theo cô trên hành trình của mình. Khi cặp đôi đi từ thị trấn này sang thị trấn khác, đánh bại Yoma trên đường đi, anh ta biết nhiều hơn về tổ chức của Claire và các chiến binh tương tự. Với các thị trấn được dọn sạch và mọi con quỷ bị tiêu diệt, họ đã đến gần hơn với Yoma mà Claire đã tìm cách trả thù kể từ khi cô chọn trở thành một Claymore.
Số 6. 91 Days, thể loại hành động drama lịch sử. Khi còn là một đứa trẻ sống trong thị trấn Lawless, Angelo Legasa đã chứng kiến một thảm kịch. Cha mẹ và em trai của anh đã bị gia đình nhà mafia và Netty tàn sát không thương tiếc. Mất tất cả mọi thứ mà cậu ta yêu quý, cậu ấy đã để lại tên và quê hương của mình, sống dưới danh tính mới là Avilio Bruno. 7 năm sau, Avilio cuối cùng cũng có cơ hội trả thù khi mà nhận được một lá thư bí ẩn khiến cho cậu ta trở về Lawless. Cậu ta sớm gặp con trai của Vanetti, Nero, và tìm cách kết bạn với hắn ta bằng cách sử dụng các kỹ năng mà cậu ta âm thầm mài giũa trong nhiều năm. Lấy bối cảnh trong kỷ nguyên Prohibition, 91 Days là câu chuyện kể về hành trình trên con đường chảy đầy máu của Avilio để báo thù khi anh ta dần kết thúc từng kẻ liên quan đến vụ giết hại gia đình của mình. Số 5. Zankyo no Terror, thể loại Mystery Psychological Thriller. Được sơn màu đỏ, chữ V-O-N là tất cả những gì bị bỏ lại sau một cuộc tấn công khủng bố vào một cơ sở hạt nhân ở Nhật Bản. Chính phủ bị tàn vỡ vì không thể hành động và cảnh sát đang điên cuồng tìm kiếm các cách để trấn áp thủ phạm. Công chúng không biết gì về mọi việc cho đến 6 tháng sau, một video lạ xuất hiện trên Internet. Trong đó, hai cậu bé tuổi teen tự nhận mình là Spence, nhân sư, trực tiếp thách thức cảnh sát, đe dọa gây ra sự hủy diệt và hỗn loạn trên khắp Tokyo. Không thể ngăn chặn sự hoảng loạn đang nhanh chóng lan rộng khắp thành phố và sự tuyệt vọng vì bế tắc trong công tác điều tra của họ, cảnh sát đang cố gắng đấu tranh để hành động hiệu quả chống lại những kẻ khủng bố này. Với thám tử Kenjiro Shibazaki được đưa vào sự việc ở giữa chừng, Zankyo no Terror kể câu chuyện về 9 và 12, hai cậu bé đằng sau những nhân vật đeo mặt nạ của Sphinx. Họ không nên tồn tại, nhưng họ vẫn đứng vững trong một thế giới lừa dối và bí mật trong khi họ khiến cho thành phố sụp đổ xung quanh họ. Tất cả chỉ với hy vọng chôn vùi sự thật bi thảm của chính mình. Số 4. Gungrave, thể loại action drama sci-fi seinen superpower. Brandon Heath và Harry McDowell, hai người bạn thân thiết đến mức họ có thể được gọi là anh em, nhận được một lời nhắc nhở đột ngột vào một ngày định mệnh về việc thế giới xung quanh có thể tàn nhẫn đến mức nào. Toàn bộ cuộc sống của họ trước đó rất đơn giản và thoải mái, phần lớn là những cuộc cãi lộn ở địa phương, quyến rũ phụ nữ và thực hiện những hành vi trộm cắp vặt để kiếm sống. Điều họ nhận ra là thế giới tàn khốc này, hạnh phúc là thoáng qua và sự thay đổi là không thể tránh khỏi. Tham gia Millennium, tập đoàn mafia lớn nhất và khét tiếng nhất trong khu vực, nơi chấp nhận Brandon và Harry và hàng ngũ của họ, và họ bắt đầu ở cuối cùng chuỗi phân cấp. Harry có tham vọng leo lên hàng ngũ và một ngày nào đó thay thế vị trí Big Daddy, trở thành thủ lĩnh tối cao của Millennium, trong khi Brandon chỉ muốn hỗ trợ bạn mình và xoa dịu Big Daddy, người đã giành quyền nuôi dưỡng người phụ nữ mà Brandon yêu. Dựa trên trò chơi bắn súng góc nhìn thứ 3 dưới cùng tên, Gungrave là một câu chuyện sử thi về tình bạn, sự phản bội và sự thờ ơ kéo dài trong nhiều năm. Số 3. Code Geass, thể loại action military sci-fi superpower drama Mecha School. Vào năm 2010, Holy Empire of Britannia đã trở thành một quốc gia quân sự thống trị, bắt đầu từ cuộc chinh phạt của Nhật Bản. Đổi tên thành khu vực 11 sau thất bại nhanh chóng, Nhật Bản đã chứng kiến sự kháng cự đáng kể chống lại những bạo chúa này trong nỗ lực giành lại độc lập. Lelouch Lamperouge, một sinh viên người Anh không may mắn, nhìn thấy mình bị cuốn vào cuộc chiến chéo giữa lực lượng vũ trang nổi dậy người Anh và khu vực 11. Anh ta có thể trốn thoát. Tuy nhiên, nhờ vào sự xuất hiện kịp thời của một cô gái bí ẩn tên Cici, người đã ban cho anh ta Geass, sức mạnh của các vị vua. Nhận ra tiềm năng to lớn của sức mạnh của sự phục tùng tuyệt đối của mình, Lelouch bắt đầu một cuộc hành trình đầy nguy hiểm dưới danh tính người đeo mặt nạ mang tên Zero, dẫn đầu một cuộc tấn công tàn nhẫn chống lại Britannia để trả thù một lần và mãi mãi. Số 2.
Tateno Yoshino Narayagiri, thể loại action adventure drama fantasy. Tự anh hùng Hồng Y là một nhóm những người đàn ông bình thường ở Nhật Bản, hiện đại được triệu tập đến vương quốc Miramax để trở thành vị cứu tinh của đó. Miramax là một quốc gia bị tàn phá bởi làn sóng thảm họa đã nhiều lần tàn phá vùng đất và mang lại thảm họa cho những người dân của mình trong nhiều thế kỷ. Bốn anh hùng lần lượt được ban cho một thanh kiếm, giáo, cung và khiên để tiêu diệt những con quái vật từ làn sóng này. Nafumi Iwatani, một otaku bị nguyền rủa với số phận anh hùng khiên. Chỉ được trang bị một tấm khiên, Nafumi bị các anh hùng khác và người dân ở trong vương quốc coi thường và chế giễu vì khả năng tấn công yếu ớt và tính cách mờ nhạt. Khi mà các anh hùng được cung cấp tài nguyên và đồng đội để huấn luyện, Nafumi bắt đầu với người duy nhất sẵn sàng huấn luyện bên cạnh anh ta, Mati Meromax. Tuy nhiên, anh sớm bị cô phản bội và trở thành kẻ bị buộc tội hãm hiếp cô. Nafumi sau đó trở nên bị phân biệt đối xử nặng nề và bị người dân Meromax ghét vì những điều mà anh ta đã không làm. Với những cơn bão dữ dội của sự tổn thương và sự ngờ vực trong lòng, Nafumi bắt đầu hành trình củng cố bản thân và danh tiếng của mình. Tuy nhiên, do khả năng tấn công yếu ớt, vì thế Nafumi mua một người nô lệ Tanuki bên bờ vực của cái chết, tên là Raptalia, để đi cùng và hỗ trợ anh ta trong các chuyến đi của mình. Số 1. Vinland Saga, thể loại hành động phiêu lưu drama lịch sử seinen. Cậu bé Thorfinn lớn lên lắng nghe những câu chuyện về những phù thủy già đã du hành trên đại dương và đến nơi huyền thoại Vinland. Nó được cho là ấm áp và màu mỡ, một nơi không cần phải chiến đấu, hoàn toàn không giống như ngôi làng băng giá ở Iceland, nơi mà cậu ta sinh ra, và chắc chắn cậu ta không thích cuộc sống hiện tại của mình như một lính đánh thuê. Chiến tranh là nhà của anh ấy bây giờ, mặc dù cha anh từng nói, con không có kẻ thù, không có ai đau đớn cả. Khi lớn lên, Thorfinn biết rằng không có gì khác hơn là sự thật. Cuộc chiến giữa anh và người Đan Mạch ngày càng tồi tệ theo từng năm. Cái chết đã dần trở nên phổ biến và những người lính đánh thuê Viking đang yêu thương từng khoảnh khắc của nó. Liên minh với một trong hai bên sẽ gây ra một sự thay đổi lớn trong cán cân sức mạnh và những người Viking rất vui khi đặt tên cho mình và nhận bất kỳ chiến lợi phẩm nào họ kiếm được trên đường đi. Trong sự hỗn loạn, Thorfinn phải trả thù và giết chết người đàn ông đã giết cha của mình, Askeladd. Dường như thiên đường duy nhất cho những người Viking là thời đại của chiến tranh và cái chết đang hoành hành. Trên đây là top 10 anime có nhân vật chính trở nên cực mạnh để đáp trả mối hận thù mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video này còn hay mất rồi, các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho mắt các top anime từ từ nhé. Thêm về đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye!